các trường đại học ở Úc bắt đầu đi học lại rồi. Trường mình cũng vậy, chúng mình sẽ có ít thời gian chuẩn bị để ra khỏi nhà hơn đúng không? Thế nên là hôm nay nhân dịp ngày đầu tiên đi học, mình sẽ làm một make up look nhanh gọn để mọi người có thể tham khảo trong đợt đi học lại này. Thực ra là trường mình đi học được một tuần rồi thôi, nhưng mà mọi người giọng mình không? Thì mình kiểu bị Covid ấy, nên là mình phải ở nhà một tuần đầu. Thì cũng may là trong tuần đầu này thì kiểu ở Úc đang mưa rất nhiều, nên là cũng có một vài lớp của mình được học online, thì cũng may. Ngày hôm nay mình sẽ đến trường ngày đầu tiên. Mình để cho mình xin nghỉ sau nữa chứ. Đầu tiên thì mình sẽ dùng một chút dưỡng da vì mình không hiểu sao, nhưng mà sau đợt mình bị Covid da mình nó kiểu bị khô đi rất nhiều, xong mình hay bị ngứa ở dưới hai bên cánh mũi, mình sẽ dùng dưỡng. Tiếp theo mình sẽ dùng kem chống nắng của Neutrogena. Đi ra ngoài đường ở Úc thì chắc chắn là không được nên kem chống nắng luôn, tại vì nắng ở Úc rất là đau. Đầu tiên thì mình sẽ dùng Maybelline Superstay Full Coverage Under Eye Concealer. Loại này thì mình mới mua ở Chemist Warehouse bên này. Mình không biết là Việt Nam có chưa, nhưng mà mình thấy thì dùng cái này sẽ cân thuộc thâm mắt khá là ổn. Rồi sau vài tiếng thì cũng không thấy có hiện tượng là đọng rãnh ở dưới mắt hay là bị khô hay gì. Màu mình dùng ở đây là màu 15 ấy. Thì mình thấy nó khá là đẹp với da mình. Tiếp theo mình vẫn sẽ dùng tip concealer của The Stream để che các đốm thâm. Cái The Stream này mình khá là thích, mình dùng đến cái thứ 3, thứ 4 rồi. Nhưng mà một đặc điểm là cái này nó hơi đặc một chút, nên nếu là dùng ở dưới quầng thâm mắt sẽ hay đọng rãnh ấy. Hàng ngày ra đường thì rất ít khi mình dùng đèn, mình chỉ dùng mỗi che khuyết điểm thôi. Thì mình sẽ dùng cọng để tắm. Tiếp theo thì mình sẽ dùng kính phủ của Laneige màu số 2. Cái này thì nó gần như là không màu ấy, nó chỉ có một chút màu rất nhẹ với cả sẽ có một chút ánh nhũ. Mình sẽ lấy một ít phấn mắt nhẹ nhẹ lên phần đầu mắt. Mình sẽ trộn hai màu này với nhau. Bây giờ sẽ đến kẻ mắt. Mình sẽ dùng kẻ sáp chì màu nâu. Cái này gọi là bông tăm trang điểm, mình mua ở trên Shopee. Mình lên để tìm bông tăm trang điểm nó sẽ có cái rất tiện. Vậy là mình kiểu vội xong mình vẽ lên nhẽm được, xong mình lấy này mình xóa đi. Mình chỉnh lại là nó sẽ đẹp. Mình sẽ
sẽ kiểu thêm từ đường dưới mắt nhá. Như này mình vẫn sẽ dùng cái bút đấy để đường bọc mắt ra. Tiếp theo là mình sẽ bật mi và chút mascara. Mình sẽ dùng một chút highlighter nhẹ lên phần sống mũi và phần dưới gốc mắt. Đây là thỏi son mình rất hay dùng dạo gần đây. Cho mình màu 23. Khi mà mình ở Việt Nam thì mọi người rất hay đánh son đỏ, nhưng mà từ khi sang đây kiểu hầu như các bạn đều không đánh son ấy, nên là mình lại hay dùng cái màu như này hơn, nó kiểu thông nút nhẹ.